Rồi các bạn tập trung nè. Câu bài 2 đọc đề nè. Một đội máy kéo dự định mỗi ngày được 4 hecta, 40 hecta, nhưng khi thực hiện mỗi ngày được 50 hecta. Vì vậy đội không những đã cày xong trước 2 ngày. Ví dụ quy định 4 ngày mà cày trước 2 ngày vậy còn mấy ngày à? Còn 2 ngày làm phép trừ mà còn thêm được à? Thêm 4 hecta nữa. Tính diện tích ruộng mà đội đó cày theo kế hoạch đã định. Khi người ta hỏi phần lớn nè, người ta hỏi cái gì các bạn gọi ít là cái đó. Nhưng đối với bài này là sẽ gọi ít là số ngày, ít là số ngày hoàn thành hết cái diện tích đó, hết cái diện tích ruộng được giao đó, ít sẽ là thuộc vào n sao. Vì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, được chưa? Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Rồi ít ngày, một ngày 4 hecta, 40 hecta, hai ngày là 80 hecta, ba ngày là 3 × 40, bốn ngày là 4 × 40. Vậy ít ngày là số ngày hoàn thành gọi là diện tích hoàn thành trong ít ngày theo dự định đó là 40 nhân ít, được chưa? Đó, đây là diện tích nha, diện tích đơn vị là hecta. Diện tích của một cái máy cày trong ít ngày theo dự định là, tiếp tục, khi thực hiện mỗi ngày cày được 52 hecta, vậy số gọi là diện tích sớm hơn mấy ngày à? Sớm hơn mấy ngày nè, các bạn đọc kỹ nè. Và đội này không những cày sớm hơn 2 ngày, dự định là ít ngày, vậy sớm hơn 2 ngày là ít trừ 2. Được chưa? Và các bạn ghi lời văn nè. Diện tích khi thực hiện cày ruộng thực tế là 52 hecta là theo thực tế. Các bạn viết lời văn cho chuẩn nha. Thực tế đó là 52. Số ngày của nó là gì à? Sớm hơn 2 ngày là ít trừ 2. Đơn vị là hecta. Đây là số hecta thực hiện dự định. Đây là số hecta, số gì? Diện tích hecta mà thực tế thì người ta kêu gì à? Mà còn cày thêm được 4 hecta. Vậy thằng này dư so với thằng này 4 hecta. Vậy theo đề bài ta có. Theo đề bài ta có. Đó, các bạn viết lời văn vô. Vì viết cái dòng này vào nè. Sớm hơn 4 hecta. Thì ta sẽ có gì à? Thực tế nè, trừ đi dự định nè, sẽ dư 4 hecta. Rồi tương đây các bạn chỉ cần phân phối vào ra 104 trừ 104 trừ 40 ít bằng. Các bạn thấy có bị sai gì không mọi người? Các bạn thấy có bị sai gì, các bạn cố gắng comment giúp lợi liền nha mọi người. Rồi đây trừ đây ngược lại 12 x trừ nè, chuyển qua thành cộng, 4 cộng 1 004, được chưa? Rồi 12 x bằng đây 108, vậy x sẽ bằng 108 chia 12. Vậy x bằng bao nhiêu à? Bấm máy tính ra giúp lợi đi à. Bấm máy tính ra 108 chia 12 bằng 9 ngày đó. Vậy 9 ngày là các bạn sẽ thực hiện xong với diện tích đó. Vậy diện tích đó bằng bao nhiêu thì các bạn ghi diện tích cái ruộng thực tế, xin lỗi, dự định đó. Ta lấy 9 ngày nhân cho 40 hoặc là 40 nhân 9 ngày ra bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha mọi người. Ok mọi người, trong quá trình like có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người hãy like, share, chia.